Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của Hitachi. Con máy mài hai đá này á, là một bên là mài đá ha, rồi một bên là mài nhám băng. Đấy. Về là con này là có cái nắp đậy luôn nhé. Đó. Rồi em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem về con máy ha. Con máy này về rất là mới nha cả nhà. Đó. Con này chỉ là thiếu cái thùng thôi. À, như máy mới rồi. Đấy. Rồi, em xin đọc thông số của con máy mài đá và nhám băng của Hitachi. Con máy mài có model là BGM gạch 50, điện 100V, à, 50/60 Hz, à, có công suất là 200W, có vòng tua là 3.000/3.600 vòng 1 phút. Con này sử dụng cỡ đá là 150 x 16 x 12.7 mm. Còn bên nhám băng á là 50 x 710 mm. Đát con này á là năm 1980 tháng 1. Rồi hết rồi. Về thì em thấy là nó có mẻ chút xíu bên đát bên này ha, nhưng không ảnh hưởng về cái bề mặt ha. Đó, bề mặt thì mình vẫn mài bình thường. Đây là đá zin theo máy nha cả nhà. Đó. Tổng trọng lượng của một con máy như thế này nó nặng 10 kg nha. Rồi sau đây em sẽ mở máy lên cho cả nhà xem. Bên đây á là cả nhà nhớ là cái điều chỉnh ga vô của nhám nhé, để cho nó nằm ngay giữa. Máy chạy cực kỳ êm ha. Con máy này á có thể bên chỗ nhám băng á là mình sẽ ngã ra cho nó nằm xuống ha, 90 độ ha, thì mình sẽ có một cái chìa khóa lục giác, nó sẽ nằm bên này để lưu trữ, để khỏi bị lạc khi mình cần mở. Cả nhà sẽ mở con ốc này đây đó, nhớ mở ra nhiều nhiều để nó vô cái ngạnh á nó không có quay được nhé. Đó. Khi mà cái nhà mài nằm á thì sẽ mặt như thế này. Đó. Thì cái nhà mài ha, mài gỗ, mài sắt, nói chung là muốn mài gì thì mình mài thôi. Đó. Máy chạy cực kỳ êm ha. Đó cả nhà coi nè, những cái tem á nó còn gang y chưa bong luôn ha. Đây, gang y vẫn chưa bong ra luôn nha.
thì cái này nó sẽ nằm đứng, đứng hoặc nằm tùy chỉnh mình ha. Rồi em sẽ đọc thông số lại một lần nữa. Ai có sử dụng đến con máy mài đá và nhám băng Hiachi có model là BRM-50, điện 100V, 50/60Hz, có công suất là 200W, có vòng tua là 3000/3600 vòng 1 phút. Cỡ đá của con máy này là 150 x 16 x 12.7mm. Còn bên nhám đai á thì sử dụng đai nhám là 50 x 710mm. Ai sử dụng tới thì liên hệ em nhé. Em cảm ơn cả nhà.